Thiên Hạnh và Thi Nhung xin thân ái kính chào quý khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Bảy 31 tháng 5 năm 2014. Quý vị đang theo dõi bản tin News at Noon và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên với Thiên Hạnh. Kính thưa quý vị, Thiện Hạnh sẽ được mở đầu phần tin News at Noon ngày hôm nay với các tin tức liên quan trên thế giới. Chủ tịch khối ECOWAS kêu gọi các quốc gia thành viên đoàn kết chống khủng bố. Giới lãnh đạo của 15 quốc gia thành viên thuộc khối kinh tế Tây Phi ECOWAS đã bất ngờ tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh vào ngày thứ Sáu 30 tháng 5 ở Ghana để cùng thảo luận về tình trạng an ninh ngày càng trở nên tồi tệ trong khu vực miền Bắc Nigeria và quốc gia láng giềng Mali, nơi các phần tử Tuareg ly khai và nhóm chiến binh khủng bố đang hoành hành một cách mạnh mẽ. Các thành viên thuộc khối kinh tế ECOWAS hiện đang nghi ngờ nhóm phiến quân khủng bố Boko Haram đã nổ súng bắn chết một vị tộc trưởng đạo Hồi trong một cuộc tấn công ở miền đông bắc Nigeria vào ngày thứ Sáu cùng ngày. Tổng thống Ghana John Dramani Mahama, người đang giữ chức vụ chủ tịch luân phiên của khối ECOWAS, trong một phát biểu đưa ra tại buổi lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh cho biết, các quốc gia thành viên cần phải đoàn kết với nhau trong tiến trình dẹp tan các phần tử khủng bố kể từ khi các nữ sinh người Nigeria bị nhóm phiến quân Boko Haram bắt cóc vào ngày 14 tháng 4 năm nay. Ít nhất 500 thường dân cũng đã bị thiệt mạng trong những vụ tấn công lẻ tẻ trên khắp quốc gia này. Và thưa quý vị, đảng đối lập DPP của ông Peter Mutharika đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Ủy ban bầu cử Malawi đã vừa loan báo, đảng Dân Chủ đối lập DPP do ông Peter Mutharika dẫn đầu đã vừa giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, vốn đã diễn ra vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Những người ủng hộ đảng DPP đã cùng quy tụ về trung tâm của thành phố thương mại Plantivere để ăn mừng khi lãnh đạo đảng đối lập ông Peter Mutharika được tuyên bố đắc cử vào ngày thứ Sáu ngày 30 tháng 5, với số phiếu là 36.4% ủng hộ. Trong khi đó, đương kim tổng thống của Malawi là bà Joyce Banda chỉ nhận được vỏn vẹn 20.2% số phiếu cử tri. Người về thứ nhì trong cuộc tổng tuyển cử lần này là ông Lazarus Chakwera, lãnh đạo của đảng Congress Party, với 27.8% số phiếu ủng hộ. Được biết, ông Peter Mutharika, 74 tuổi, là anh trai của cố tổng thống Malawi Binuwa Mutharika, trước đây đã từng giành được chiến thắng trong cuộc kiểm phiếu sơ bộ vào ngày 24 tháng 5 năm nay. Trong khi đó, thì các nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người dân tham gia biểu tình chống chính phủ. Lãnh đạo của phong trào biểu tình chống chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Ba 27 tháng 5 đã lên tiếng kêu gọi người dân cư ngụ trên toàn quốc cùng tham gia vào một cuộc tuần hành tập thể vào ngày thứ Bảy 31 tháng 5 hôm nay nhằm để kỷ niệm một năm tình trạng bất ổn bắt đầu nổ ra tại quốc gia này. Vốn bắt nguồn từ những cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng cảnh sát chống bạo động và người biểu tình tại công trường Taksim thuộc thành phố Istanbul. Được biết, cuộc tuần hành ôn hòa vào mùa hè năm ngoái nhằm mục đích kêu gọi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hủy bỏ kế hoạch tái xây dựng công viên Gezi đã biến thành bạo lực khi lực lượng cảnh sát giữ trật tự bị cáo buộc sử dụng vũ lực để đàn áp người biểu tình. Được biết, tổ chức Taksim Solidarity bao gồm nhiều thành viên thuộc Công đoàn Lao động Thổ Nhĩ Kỳ cùng một vài đoàn thể đảng phái trong xã hội đã cùng nhau tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày thứ Bảy 31 tháng 5 tại xung quanh công trường Taksim, bất chấp sự hiện diện của lực lượng cảnh sát chống bạo động. An ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Rio de Janeiro của Brazil trước thềm cuộc tranh tài World Cup năm 2014. Các giới chức địa phương vào ngày thứ Sáu ngày hôm qua loan báo, an ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Rio de Janeiro của Brazil nhằm để cuộc tranh tài túc cầu thế giới năm nay được diễn ra một cách suôn sẻ. Các cảnh sát viên bán quân sự đã được phái tới giám sát an ninh trên toàn khu vực, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa thì mùa World Cup sẽ chính thức bắt đầu. Hơn 20.000 nhân viên an ninh đồng thời đã được lệnh tuần tra trên khắp đường phố của thủ đô này, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 7 sắp tới. Mặc dù vậy, nhưng nhiều cuộc tuần hành chống World Cup lẻ tẻ vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt một tuần lễ vừa qua. Nhiều vụ đã biến thành bạo lực khi nhóm người biểu tình liên tục chọi gạch đá về phía lực lượng cảnh sát chống bạo động, buộc các nhân viên công lực phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Kính thưa quý vị, các nhân viên y tế tại thành phố Slaviansk
thu dọn tàn cuộc sau một cuộc pháo kích của quân chính phủ. Một đoạn video đăng trên mạng xã hội đã quay lại được cảnh tượng các nhân viên y tế làm việc tại thành phố Slavyansk thuộc miền đông Ukraine đang ra sức thu dọn tàn cuộc sau khi lực lượng quân chính phủ pháo kích vào khu vực này nhằm mục đích dẹp tan nhóm nổi dậy thân Nga, khiến cho một bệnh viện và nhiều hạ tầng cơ sở bị tàn phá. Vụ pháo kích xảy ra vào ngày thứ Sáu 30 tháng 5 gần miền bắc thành phố Donetsk, khiến cho ít nhất 7 người bị trọng thương. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống vừa mới đắc cử của Ukraine, ông Petro Poroshenko, đã cam kết trừng phạt các phần tử ly khai thân Nga, những người bị cáo buộc bắn hạ một chiếc phi cơ quân sự vào ngày thứ Năm 29 tháng 5 gần thành phố Slavyansk, khiến cho 14 binh sĩ của quốc gia này bị thiệt mạng. Tổng thống Poroshenko theo dự trù sẽ hội đàm cùng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại thủ đô Warsaw của Poland vào ngày 3 tháng 6 tới đây về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Ukraine. Tiếp theo vào cuối tuần tới, ông Poroshenko sẽ có khi hội kiến cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện kỷ niệm ngày D-Day. Và thưa quý vị, giới lãnh đạo Moscow chuẩn bị gặp gỡ các giới chức Liên minh NATO vào thứ Hai tuần sau. Tổng thư ký Liên minh NATO Anders Fogh Rasmussen vào ngày thứ Sáu ngày hôm qua tuyên bố, đại sứ của Nga và các quốc gia thành viên theo dự trù sẽ gặp gỡ nhau vào ngày thứ Hai tuần tới, hai tháng sau khi chính phủ Moscow chính thức sáp nhập bán đảo Crimea tự trị vào lãnh thổ của quốc gia này. Đây đồng thời là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Nga và Liên minh NATO kể từ ngày 5 tháng 3 năm 2014. Giới lãnh đạo NATO ước tính, hơn 2/3 số binh sĩ người Nga vốn đang đóng quân gần biên giới Ukraine đã rút lui khỏi khu vực này. Một hành động được cho là sẽ giúp giảm nhẹ mối căng thẳng giữa Moscow và các quốc gia Tây phương. Được biết trước đó, NATO đã cắt đứt tất cả những mối quan hệ hợp tác với Nga nhằm để bày tỏ sự phản đối việc quốc gia này mang quân sang xâm chiếm khu vực Crimea tự trị, vốn nằm trong lãnh thổ của nước láng giềng Ukraine. Cuộc họp cấp cao đại sứ giữa Nga và các quốc gia thành viên của Liên minh NATO theo dự trù sẽ được tổ chức vào ngày thứ Hai, ngày 2 tháng 6 sắp tới, nhằm để thảo luận về tình hình an ninh hiện nay tại Ukraine. Kính thưa quý vị, hỏa diệm Sơn Sang Giang của Indonesia đã phun trào tro bụi, khiến cho nhiều chuyến bay ra vào trong khu vực bị hủy bỏ. Đa số các chuyến bay đến và đi tại phi trường quốc tế Darwin của Úc Châu đã bị hủy bỏ vào ngày 31 tháng 5, khiến cho hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt sau khi ngọn hỏa diệm Sơn Sang Giang của Indonesia bắt đầu phun trào từ tối thứ Sáu ngày 30 tháng 5 vừa qua. Những chuyến bay từ thành phố Perth đến đảo Bali cũng đồng thời bị hủy bỏ, buộc cho hàng không Qantas của Úc Châu phải cung cấp chỗ ở qua đêm cho những hành khách bị trễ chuyến bay. Người dân cư ngụ gần ngọn núi lửa ở thành phố Bima thuộc tỉnh West Nusa Tenggara đã được chính quyền địa phương khuyến cáo ở yên trong nhà cho đến khi hoạt động phun trào của hỏa diệm Sơn nêu trên chấm dứt. Cơ quan địa chất Indonesia cho biết trò núi lửa đã bốc lên cao ở trung trung khoảng độ cao 3.000m, nơi đã chuyển hướng di chuyển sang phía đông. Tình trạng núi lửa phun trào rất thường hay xảy ra tại Indonesia do quốc gia này tọa lạc trên khu vực vành đai lửa của Thái Bình Dương với gần 130 ngọn hỏa diệm Sơn đang hoạt động. Một bản tin từ châu Á cho biết, một người Nam Hàn đã bị chính phủ Bắc Hàn kết án lao động khổ sai. Đài truyền hình quốc gia KRT của Bắc Hàn vừa kết án một nhà truyền giáo người Nam Hàn nhiều năm lao động khổ sai vào ngày thứ Sáu ngày hôm qua, sau khi người này bị cáo buộc tội danh gián điệp và xây dựng một nhà thờ bất hợp pháp dưới lòng đất. Nhà truyền giáo đến từ Nam Hàn nêu trên được xác nhận có tên là Kim Jong-uk, đã thừa nhận tất cả mọi tội trạng trong một phiên xét xử vào chiều thứ Sáu ngày hôm qua. Phán quyết nêu trên được đưa ra ngay vào thời điểm mối quan hệ giữa Nam và Bắc Hàn ngày càng trở nên căng thẳng sau khi hai bên liên tục khai hỏa nhiều quả đạn pháo nhằm mục đích dằn mặt đối phương trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Jong-uk đồng thời đã thừa nhận làm gián điệp cho cơ quan tình báo của Nam Hàn trong suốt những năm gần đây. Được biết, chính phủ Bình Nhưỡng đã từ chối lời yêu cầu phóng thích nhà truyền giáo này do hãng Thành đưa ra, cũng như không cho phía gia đình của người này đến trại giam để thăm viếng. Một khách sạn ở Kashmir đã bị nhấn chìm trong biển lửa khiến cho nhiều du khách bị thương. Bản tin cho biết ít nhất 4 người đã bị thiệt mạng và hơn 10 người khác bị trọng thương vào ngày thứ Bảy 31 tháng 5 hôm nay trong một trận hỏa hoạn thảm khốc tại một khách sạn ở tỉnh Kashmir của Ấn Độ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương tại thành phố Jammu, thủ phủ của tỉnh Kashmir, ngay bên trong khách sạn Nilam, gần một trạm xe bus công cộng. Một vài nạn nhân trong số những người còn sống sót hiện đang rất nguy kịch. Tổng cộng 10 chiếc xe cứu hỏa đã được phái tới hiện trường để giúp dập tắt đám cháy này. Hàng trăm nhân viên chữa cháy đã phải sử dụng vòi rồng để kiểm soát trận hỏa hoạn kinh hoàng này. Tuy nhiên, toàn bộ cấu trúc của khách sạn Nilam đã bị tàn phá và thiêu cháy đến trơ khung.
Các nhân chứng tại đây kể lại rằng đám cháy bắt nguồn từ một nhà kho của khách sạn và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, gây nhiều thiệt hại về mặt tài sản lẫn nhân mạng. Và thưa quý vị, trong khi đó thì an ninh tiếp tục được thắt chặt tại Singapore, nơi đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh an ninh Shangri-La. An ninh đã được thắt chặt tại Singapore trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Shangri-La chính thức bước sang ngày thứ hai vào ngày hôm nay, với sự tham gia của các vị bộ trưởng quốc phòng đến từ 28 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố đưa ra vào cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết, ông đang tìm cách gia tăng sự ảnh hưởng cũng như thực hiện những cam kết mà chính phủ Washington từng đưa ra nhằm mục đích bảo đảm sự an ninh của châu Á. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng cũng theo dự trù sẽ tham gia vào khoảng 10 cuộc họp song phương cùng một vài giới chức cấp cao đến từ các nước châu Á, điển hình là Nhật Bản, ngay sau khi đặt chân tới Singapore vào ngày thứ Sáu ngày hôm qua. Hội nghị thượng đỉnh an ninh quốc phòng Shangri-La hàng năm đều được diễn ra với sự tham dự của các giới chức đến từ khu vực châu Á, Hoa Kỳ và Australia. Quý vị đang theo dõi bản tin News at Noon của Đài truyền hình Việt TV. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Thiện Hạnh và Thiên Nhung sẽ quay trở lại cùng với các phần tin tức liên quan đến Hoa Kỳ sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.